they plan it, I will go to this bar, and to with that, we'll go to enjoy the swimming in the ocean and try the snorkeling to see all the fish and turtle and octopus in the ocean. Go snorkeling. And then I will go shopping. And then we will have lunch. Last night we already have luau. And tomorrow we will have to go adventure in the sea. Really excited. Have a happy day 4 in Hawaii. Cái này là lagoon, là có nghĩa là biển đó, biển ở trong đây là nước biển nè, ngoài này nó không có ca, không có cá, nó là nham thạch không à, cho nên là đã xong rồi nước mới đi qua cái bờ, cái cầu á, nó đi vô trong này thì đi là nước biển đó. Này là biển, gọi là biển hồ á, nó có cá, có rùa rùa, có đủ thứ sinh vật sống ở dưới biển như thế này, nó có bạch tuộc nè. Xong rồi mình nước biển nó vô từ cái nước, từ cái cầu đó đó, vô đây. We go to a relaxation in the spa. I'm a sour tree. Thank you, yeah. Mahalo. Yeah, it's nice. Locker rooms are back this way, and this is your waiting area. Okay. Cacao, cocoa. Awesome. Look at the big sausages. Yeah, those are three. I don't know. I think we can eat them. I don't know if they eat them or not. Oh, for the kind of lotion. Put on your skin. Wow. Yes, that's trumpets. Really great.
chào cả nhà. Hôm nay là ngày thứ tư, đi vô một cái vườn rất là nhiều cây nhồng. Oh my god, it's the best medicine on earth. Yeah. For everybody have a knee aching, back ache. Yeah. Oh, it's good. Yep. This is a wow. It's a factory. Wow. Wow, enormous. I never see that. Huge. Wow. Okay. Wow, look at that roof. Yeah. Hẹn gặp lại video mới nha. Các bạn nhớ ủng hộ kênh, subscribe cho mình nhé. Cảm ơn các bạn. Chuyến đi chơi này là từ trước làm YouTube thôi. Năm nào cũng đi, chỉ bị bệnh dịch là không đi thôi. Share với mọi người một chút. Cũng không không sao hết gì nha, không phải chảnh chẹ gì hết. Thì nên là làm việc cực khổ thì cũng phải hưởng thụ chút đúng không? Cuộc đời có là bao, hãy yêu thương bản thân mình, gia đình mình, hãy hưởng thụ những gì có thể. Cảnh này như thiên, cảnh đẹp mà, ước gì được ở Hàn Quốc. Cuộc sống ở bên này cũng đắt đỏ lắm, nhưng mà cố gắng làm việc để mà có thể hưởng thụ được chút chút gì thì hưởng thụ ha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi.